Giang thần học đệ, cậu luôn miệng nói thích tôi. Cậu giàu như vậy, ngay cả mua cho tôi một cái túi cũng không chịu sao? Diệp Sở Nhiên, sao cậu lại ở đây? Gì vậy, cậu còn không gọi tôi là học tỷ nữa à? Cậu ghét tôi rồi sao? Ghét tôi còn hẹn tôi ra ngoài làm gì? Mình trùng sinh rồi. Kiếp này tôi sẽ không để các người được như ý nguyện nữa. Học tỷ, tại sao chị có bạn trai rồi mà không nói sớm với tôi? Giang thần, tôi thật sự luôn coi cậu là bạn tốt, chưa bao giờ có ý nghĩ nào khác. Nhưng tôi thật sự không biết cậu thích tôi. Biết trước thì tôi đã nói cho cậu, chuyện tôi có bạn trai rồi. Xin lỗi. Này Giang thần, cậu nói gì đi chứ? Học tỷ, chúng ta cũng ra ngoài chơi nhiều lần rồi, rốt cuộc chúng ta là quan hệ gì? Tôi cũng đã tiêu khá nhiều tiền cho chị rồi, nhưng tôi cảm thấy cậu căn bản không thích tôi không thấy hy vọng gì cả. Giang thần học đệ, tôi đã nói với cậu rồi, tôi là người khá lạnh lùng, cậu cũng biết tôi thích người kiên trì và trung thủy. Nếu tôi yêu đương thì tôi sẽ hướng đến hôn nhân. Hơn nữa, nhà cậu giàu như vậy, tiêu chút tiền cho tôi mà cậu cũng không muốn, tôi thấy cậu căn bản không thật lòng với tôi. Bắt đầu bầu cò lôi rồi, tôi nói có tiền thì tại sao nhất định phải tiêu cho chị? Chị là cái thá gì mà ra vẻ tiêu những đồng tiền đó cho chị? Loại phụ nữ nào mà tôi không tìm được? Không ngờ tôi đã bỏ ra nhiều như vậy vì chị, vậy mà chị vẫn không cảm nhận được tấm lòng của tôi. Thôi thì coi như xong đi, là tôi không xứng với học tỷ, chúng ta dừng lại ở đây đi. Đừng mà học đệ, cậu cho tôi thêm chút thời gian nữa được không? Tôi suy nghĩ thật kỹ một chút. Tên này hôm nay bị chập dây thần kinh nào rồi? Lại muốn dừng lại ở đây với tôi. Chuyện này không thành vấn đề, tôi không vội. Học đệ, vậy còn cái túi này? Chuyện này dễ nói, nếu học tỷ thích thì tôi tặng chị là được, cũng chỉ 5 vạn tệ thôi mà. Nhưng mà, học tỷ phải hôn tôi một cái, coi như là lời động viên để tôi tiếp tục cố gắng. Cái này, không được, không được. Làm sao có thể như vậy? Nếu không được thì thôi vậy. Động lực cũng không có, chị bảo tôi làm sao mà kiên trì được. Giang thần, đổi điều kiện khác đi, chúng ta còn chưa phải là người yêu. Như vậy hơi nhanh quá, tôi nhất thời không thể chấp nhận được. Vậy thì không còn cách nào khác, lần đầu tiên tôi cầu xin chị mà chị đã từ chối tôi, không muốn thì thôi vậy. Diệp Sở Nhiên nhìn chiếc túi, sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng cô cũng nghiến răng nghiến lợi đồng ý. Được rồi, chỉ lần này thôi đấy, sau này phải đợi đến khi chúng ta chính thức xác định mối quan hệ rồi mới được nói tiếp. Được, chỉ một lần, chỉ cần học tỷ cho tôi nếm thử một chút ngọt ngào, tôi nhất định sẽ kiên trì đến cùng, cố gắng theo đuổi học tỷ đến tay. Được rồi, tôi hôn cũng hôn rồi, mau mua túi cho tôi đi, cậu sẽ không phải là vì tôi tiêu tiền của cậu mới muốn tôi hôn cậu đấy chứ? Chỉ chút tiền này mà cậu cũng tiếc. Học tỷ, chị đang nói gì vậy? Nếu chị cần chút tiền này là có thể đổi lấy nụ hôn của chị, vậy thì tôi phải chi một khoản tiền lớn rồi. Thôi, đừng nói nữa, nhanh mua túi cho tôi đi. Khi Diệp Sở Nhiên cầm túi đến quầy thu ngân chuẩn bị thanh toán, đột nhiên, ấy, học tỷ này, tiền tiêu vặt 20 vạn tệ của tôi tháng này hết rồi, bố mẹ tôi vẫn chưa gửi tiền cho tôi. Cái gì? Giang thần, cậu cố ý đùa tôi đấy à? Hôn cũng hôn rồi, cậu mới nói với tôi chuyện này, cậu coi tôi dễ bắt nạt lắm hả? Học tỷ, trong mắt chị tôi lại là loại người như vậy sao? Trước đây tôi đã mua cho chị bao nhiêu thứ rồi, tiêu cho chị bao nhiêu tiền tôi đã nói gì chưa? Chỉ vì lần này tôi không có tiền, chị liền như vậy, chẳng lẽ chị chỉ vì tôi có tiền mới chơi với tôi thôi sao? Nếu thật sự là như vậy thì thật là khiến tôi thất vọng quá, chúng ta sau này đừng liên lạc nữa. Diệp Sở Nhiên nghe Giang Thần nói xong, sắc mặt tái nhợt, sau đó lập tức bình tĩnh lại. Giang Thần cũng đâu phải phá sản, cậu ta vẫn còn tiền, chỉ là đúng lúc này không có tiền thôi. Nếu bây giờ trở mặt với cậu ta, sau này còn mua những món đồ xa xỉ này kiểu gì? Không phải, không phải, Giang Thần, cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó, là tôi hơi kích động, xin lỗi, không nên hiểu lầm cậu. Tôi biết ngay học tỷ không phải người như vậy mà. Hay là lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm nhé? Tôi cũng không mua mà còn muốn hẹn tôi đi ăn. Tôi đã hẹn bạn trai đi ăn rồi. Xin lỗi, lát nữa tôi còn có việc, tôi đi trước. Kiếp này, tôi không những không tiêu cho chị một đồng nào, mà còn muốn lấy lại số tiền đã tiêu cho chị, lấy lại cả vốn lẫn lời. Anh đẹp trai này, tôi thấy người phụ nữ này đến là vì tiền của anh đấy. Anh phải sáng mắt ra nhé. Tôi biết rồi, cảm ơn. Giang thần cảm thấy bất lực, đến cả một cái ổ cắm điện cũng nhìn ra được. Kiếp trước sao mình lại ngốc như vậy chứ? Diệp Sở Nhiên đi theo bạn trai về phía nhà hàng, nhưng lại không biết Giang Thần vẫn luôn đi theo từ xa. Thật sự để tôi bắt gặp được rồi. Tiểu cha cha, chị không ngờ tới đâu có phải không? Sở Nhiên, nhà hàng này đắt quá. Hai người đã hết hơn 600 tệ rồi, sau này chúng ta vẫn nên ít đến đây thôi. Ngô Tuấn Kiệt có chút không quen, tuy dựa vào học bổng và tiền làm thêm, sống cũng coi như là dư giả, nhưng cũng không chịu nổi Diệp Sở Nhiên tiêu xài như vậy. Cửa hàng này là cửa hàng rẻ nhất mà mình từng ăn với Giang Thần, nhưng mình tin Tuấn Kiệt sau này nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền, sẽ không thua kém Giang Thần đâu. Em biết rồi, thỉnh thoảng đến một lần thôi mà. Lúc này, Giang Thần đi tới. Học tỷ, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp chị ở đây. Sở Nhiên ai đây? Cậu ấy là học đệ năm nhất, là bạn tốt của Chu Lương. Đây là bạn trai chị, Ngô Tuấn Kiệt. Kiếp trước, Ngô Tuấn Kiệt mượn xe tôi, lấy chiếc xe sang trọng trị giá hàng triệu tệ của tôi đi đâm hỏng. Sau đó chỉ đơn giản xin lỗi một câu, chẳng có động thái gì. Dù sao thì hai người này đều không phải loại tốt đẹp gì, chi bằng tôi cứ đưa ảnh ra luôn. Bây giờ tôi càng thích nhìn thấy hai người này chia tay hơn. Khi Giang Thần lấy điện thoại ra chuẩn bị mở album ảnh, đột nhiên tin, phát hiện ký chủ đã phá vỡ xiềng xích kẻ thất bại trong tình yêu. Hệ thống lựa chọn cấp thần kích hoạt, mời ký chủ đưa ra lựa chọn như sau. 1. Lấy ảnh ra, tát thẳng vào mặt Diệp Sở Nhiên, vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Phần thưởng, 500.000 tệ. 2. Nhẫn nhục chịu đựng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Phần thưởng, rùa đen đồ chơi. 3. Học tỷ,
Chắc là chị cũng không muốn Ngô Tuấn Kiệt biết chuyện của chúng ta chứ. Phần thưởng là nghe tiếng lòng của Lạc Tuyết Kỳ một lần. Lạc Tuyết Kỳ bạn cùng lớp tôi sao? Hay là người mà Chu Lương thích? Nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Học tỷ, em có chuyện muốn nói riêng với chị. Học trưởng, phiền anh này tránh một chút. Học đệ, cậu có ý gì đây? Coi tôi như không khí à? Người nên đi là cậu mới đúng. Học trưởng, anh còn chưa đi sao? Sự kiên nhẫn của tôi có hạn đấy, cậu nói lại lần nữa xem. Đi cái gì mà đi, con ngoại cậu. Tuấn Kiệt, em với Giang Thần có chút chuyện muốn nói. Chờ em nói chuyện với cậu ta xong sẽ nói với anh. Anh về trước được không? Chẳng lẽ em với cậu ta có gì sao? Anh nói linh tinh gì đấy? Là chuyện chính đáng, anh đi hay không? Anh không đi thì em đi. Được rồi, đừng giận. Anh đi. Giang Thần, tôi thật không ngờ cậu lại là loại người vô liêm sỉ như vậy. Tôi thật sự đã nhìn nhầm cậu rồi. Học tỷ, người vô liêm sỉ chẳng phải là chị sao? Tôi chỉ muốn chụp ảnh lưu niệm một chút thôi. Không ngờ chị lại có bạn trai rồi. Trái tim tôi đã bị chị làm tổn thương sâu rồi. Bớt nói nhảm đi, nói đi, phải làm sao cậu mới chịu xóa ảnh? Rất đơn giản, tôi vẫn còn đang hoài niệm nụ hôn nồng cháy vừa rồi. Tôi muốn thêm một lần nữa. Cậu đừng có mơ, cho dù có hôn chó tôi cũng sẽ không hôn cậu. Chị đang sỉ nhục tôi đấy à? Được, nếu chị đã không quan tâm đến trong sạch của mình, vậy thì tôi còn quan tâm gì nữa? Ngày mai bức ảnh này sẽ xuất hiện trong điện thoại của ai thì tôi không quản được. Diệp Sở Nhiên bỗng nhiên cảm thấy Giang Thần thật xa lạ. Cô ta chưa từng nghĩ tới tâm cơ của tên này lại sâu đến vậy, lại còn dùng thủ đoạn hèn hạ này nữa. Cuối cùng cô ta lựa chọn thỏa hiệp, lần cuối cùng chỉ hôn mà thôi, sau đó cậu xóa ảnh đi. Được, xem ra học tỷ vẫn rất quan tâm đến trong sạch nhỉ. Bớt nói nhảm, lại đây. Gấp cái gì, giữa thanh thiên bạch nhật thế này tôi ngại lắm, đổi chỗ khác đi. Rồi, lại đây, nhanh lên. Vừa nãy chị ăn xong không xúc miệng à? Vị hơi phức tạp. Giang Thần, cậu đúng là đồ cặn bã, đồ khốn nạn. Được rồi, xóa ảnh nhanh đi. Được thôi, ký tên vào đây là được. Cái gì, cậu muốn tôi trả tiền? Tiền đã tiêu cho con gái rồi mà cậu còn đòi lại. Không thì sao, tổng cộng 99.600 tệ. Tôi bớt cho chị một số không, đưa 10.000 tệ là được. Cậu bị điên à, cậu có phải đàn ông không? Hơn nữa cậu giàu như vậy, tiêu cho con gái trước tiền thì làm sao? Cậu mất miếng thịt nào, tôi không trả. Tiền tôi tiêu cho con gái đúng là tôi sẽ không đòi lại, nhưng chị thì khác. Ai bảo chị đã có bạn trai rồi còn ve vãn tôi, bảo tôi mua cái này mua cái kia, tưởng tôi dễ lừa lắm sao? Tiền của ai mà chẳng phải vất vả làm mới kiếm được. Chị không trả cũng không sao, bây giờ tôi sẽ đăng ảnh lên mạng để cho mọi người thấy rõ chị là người như thế nào. Đừng nói nữa, nhưng mà tôi không có nhiều tiền như vậy. Không có tiền à? Vậy thì khó xử rồi. Hay là thế này đi, tôi vừa phát hiện ra giọng nói của chị khá ngọt ngào đấy, tôi rất thích. Sau này chúng ta mỗi lần nói chuyện với nhau sẽ trừ 1.000 tệ. Vậy chẳng phải là phải nói chuyện với cậu 100 lần sao? 100 lần thì nhiều lắm à? Một ngày sáng, trưa tối 3 lần, một tháng là 90 lần, cũng chỉ khoảng một tháng là xong. Một tháng 10 vạn, chị đi đâu mà kiếm được công việc tốt như vậy? Dù sao nụ hôn đầu cũng đã bị tên cặn bã này cướp mất rồi, để hắn ta hôn thêm vài lần coi như bị chó liếm một cái. Chỉ cần Tuấn Kiệt không biết là được. Được rồi, lần này không còn điều kiện gì khác nữa chứ? Tôi nói được làm được. Tuyệt đối không có. Sau đó, Diệp Sở Nhiên tức giận ký tên lên tờ giấy. Được rồi, bây giờ tôi muốn về. Đừng vội, đợi lát nữa tôi đưa chị về, nhưng mà trước khi đi tôi muốn thu trước một ít. Đồ lưu manh, biến thái. Tới rồi, trước khi xuống xe, tôi vẫn muốn thu tiền lần nữa. Yeah! Lát sau, Diệp Sở Nhiên xuống xe, vẻ ửng hồng trên mặt vẫn chưa tan. Giang Thần đúng là đồ hỗn đản. Lần nào hôn mình cũng lâu như vậy, gần như khiến tôi ngạt thở mới chịu buông tay. Những kẻ không có bạn gái đều thèm khát như vậy sao? Diệp Sở Nhiên vừa xuống xe thì bị Ngô Tuấn Kiệt bắt gặp. Sở Nhiên, vừa nãy em từ xe Giang Thần xuống à? Chẳng lẽ em thật sự thích cậu ta? Ngô Tuấn Kiệt, anh còn nói bậy nữa thì tôi không để yên đâu. Ai mà có cảm giác với loại người cặn bã đó chứ? Chẳng lẽ trong mắt anh, tôi là loại người thấy người ta có tiền là bám lấy sao? Là anh sai, anh nói sai, em nói đúng, tên đó chính là đồ cặn bã. Sở Nhiên, tối nay hai người nói gì vậy? Sao em lại tức giận như vậy? Mai rồi nói, bây giờ đừng làm phiền tôi. Nói xong, Diệp Sở Nhiên rời đi. Ngô Tuấn Kiệt đáng thương, lại không biết trên đầu mình đang le lói ánh sáng xanh. Bên này, Giang Thần dừng xe xong đang đi về phía ký túc xá. Tin, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được năng lực lắng nghe Lạc Tuyết Kỳ một lần, gặp mặt trực tiếp là có thể sử dụng. Không biết hoa khôi xinh đẹp Lạc Tuyết Kỳ trong lòng đang nghĩ gì nhỉ? Đúng lúc này, điện thoại Giang Thần vang lên. Thật là oan gia ngõ hẹp. Chu Lương, lâu rồi không gặp. Giang Thần, cậu đang ở đâu đấy? Tôi đợi cậu cả buổi rồi. Tôi đang ở dưới ký túc xá, chuẩn bị lên đây, có chuyện gì sao? Này, cậu là loại người sang quá nên dễ quên phải không? Không phải đã nói tối nay anh em mình thức đêm cày game sao? Cái này mà cậu cũng quên được à? Ồ, đúng rồi, nhìn cái đầu của tôi này, tối nay bận hẹn hò với đàn chị quá nên quên mất. Cậu đang ở đâu rồi? Đàn chị nào, sao tôi không biết? Ôi dào, đừng quan tâm đàn chị nữa, tôi đã đến quán net rồi. Máy móc đã bật sẵn sàng cả rồi, chỉ chờ cậu thôi, đến nhanh lên. Được, tôi đến ngay. Chu Lương, bạn tốt của tôi. Chu Lương, công ty tôi phá sản rồi, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi một tay. Anh em gặp nạn thì tôi nhất định sẽ giúp. Số tiền này cậu cầm lấy đi, đừng khách sáo. Tôi coi cậu là anh em, suốt 4 năm đại học gần như là tôi nuôi cậu. Tốt nghiệp xong, tôi lại bỏ tiền tiết kiệm ra giúp cậu khởi nghiệp. Còn giới thiệu cho cậu đủ loại tài nguyên, mối quan hệ. Bây giờ cậu phát lên rồi, lúc tôi gặp khó khăn lại cho tôi 200 tệ. Cậu đang sỉ nhục tôi đấy à?
Kẻ trắng tay như cậu còn xứng làm anh em với tôi sao? Từ trước đến nay, trong mắt tôi cậu chỉ là kẻ ngốc nhiều tiền thôi. Thà bị tôi lừa còn hơn là để người khác lừa. À đúng rồi, nói cho cậu biết một chuyện nữa. Diệp Sở Nhiên là do tôi sắp xếp để tiếp cận cậu đấy. Tối nay cứ rút máu tên khốn Chu Lương này trước đã. Không lâu sau, Giang Thần đến quán nét, mới phát hiện ra Chu Lương còn gọi thêm mấy người bạn nữa. Giang Thần, sao giờ cậu mới đến? 11 giờ bắt đầu chơi xuyên đêm, giờ sắp 12 giờ rồi, lãng phí mất cả tiếng đồng hồ. Không sao không sao, không mất mấy chục phút, đến là được rồi. Đúng đấy, dù sao chơi đến nửa đêm cũng đi ngủ thôi. Không sao đâu, dù sao hôm nay cũng vắng khách, máy móc thì nhiều. Các cậu hiểu gì chứ, Giang Thần là anh em của tôi, tình cảm tốt lắm. Bọn tôi nói chuyện với nhau bình thường đều thế này, thường xuyên cà khịa nhau mà. Lão Chu, cậu cũng thế, không đợi được thì tự vào chơi trước đi. Ai bảo cậu đợi tôi? Ấy ra, nhìn cậu nói kia, đều là anh em với nhau, sao có thể không đợi được? Nếu bật máy không cần trả tiền thì tôi đã tự vào chơi từ lâu rồi. Đợi cậu không phải là để cậu trả tiền sao? Lão Chu, vừa nãy cậu không phải nói chỉ có một mình cậu thôi sao? Sao lại đột nhiên dẫn theo nhiều người thế? Giang Thần, cậu nói vậy là có ý gì? Chuyện này cũng cần phải nói với cậu à? Tôi thấy cậu bình thường cô đơn quá, nên dẫn cậu làm quen thêm vài người bạn, cùng nhau chơi game, tăng thêm tình cảm. Chuyện này lại thành lỗi của tôi à? Nhìn cậu kích động kìa, tất nhiên tôi rất vui được làm quen với bạn mới. Nhưng cậu cũng nên giới thiệu qua chứ. Coi tôi là cái gì, là máy rút tiền à? Câu nói cuối cùng của Giang Thần khiến Chu Lương giật thót mình, liền vội vàng giới thiệu bạn bè cho Giang Thần. Họ là Trương Tam, Lý Tứ, Mã Ngũ. Nhân viên ơi, lấy cho tôi một phòng VIP, chơi xuyên đêm. Được rồi Giang Thiếu. Hai tiếng sau, Giang Thần bước ra từ phòng VIP. Nhân viên, xem giúp tôi tối nay tôi tiêu hết bao nhiêu tiền. Vâng, đợi một lát ạ. Giang Thiếu gia, tối nay anh tiêu hết 2560 tệ ạ. Tôi bớt cho cậu một số, tính cậu 2500 thôi. Hảo gia hỏa, 2560 tệ thật sự không rẻ chút nào. Chu Lương thật sự coi tôi như anh em ruột vậy. Không cần, bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Không phải tôi nói, có tiền cũng không nên tiêu hoang như vậy. Giang Thiếu gia, kết bạn phải cẩn thận đấy. Lần nào cậu với cậu bạn kia đến cũng là cậu trả tiền. Đây chẳng phải là bắt nạt người thật thà sao? Yên tâm đi, tôi tự biết cân nhắc. Tôi đi trước nhé, về nhà ngủ đây. Nhưng mà tiền, cậu bạn kia của tôi hình như vẫn còn ở trong đó. Nếu cậu ấy hỏi thì anh cứ nói tôi đi trước rồi. Giang Thiếu gia, tôi hiểu rồi. Sáng sớm hôm sau, Chu Lương lòng đầy vui vẻ bước ra khỏi phòng VIP. Mấy vị đừng vội đi, trước tiên thanh toán đã nào. Cái gì? Thanh toán gì cơ? Chẳng phải lúc nửa đêm cậu bạn tôi đi về đã thanh toán rồi sao? Giang Thiếu gia đúng là đã đi rồi, nhưng mà cậu ấy không trả tiền. Cái gì? Giang Thần không trả tiền? Sao cậu ta có thể như vậy chứ? Chắc chắn là cậu ta quên mất thôi. Để tôi gọi điện cho cậu ta. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Mẹ kiếp, dám tắt máy cơ đấy. Cái loại phú nhị đại dòm đời, chút tiền này cũng bắt tôi trả, thật là đồ súc sinh. Tổng cộng 2600 tệ, trả tiền mặt hay quét mã? Nhanh lên đi, tôi cũng phải bàn giao công việc rồi. Sao mà đắt thế? Anh tính nhầm rồi à? Còn có 60 tệ phụ phí nữa. Lừa người à? Các người đúng là đồ chặt chém. Sau này không bao giờ đến đây nữa. Thuê phòng VIP lúc nào chẳng có, cậu không biết à? Ừ nhỉ, hình như trước giờ toàn là Giang Thiếu gia trả tiền. Cái đó, hay là lần này chúng ta chia đôi đi, lần sau tôi mời. Chu Lương, quá đáng rồi đấy. Quán nét đắt đỏ thế này mà cậu còn đòi chia đôi, tôi không ở lại nữa đâu. Cậu chơi bẩn thế. Đúng vậy, không có tiền thì đừng có ra vẻ ta đây. Đúng là đồ sĩ, tôi không có tiền, trả không nổi. Chu Lương, cậu nhất quyết muốn chúng tôi trả tiền thì tình bạn này đến đây là kết thúc. Các cậu nóng vội gì chứ, tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi là loại người như vậy sao? Ai bảo tôi không trả nổi số tiền này, có vài đồng bạc thôi. Quét mã. Giang Thần đáng ghét, thật là nham hiểm. Bây giờ thì hay rồi, tiền sinh hoạt cả tháng bay hết vào phí quán nét rồi, tháng này phải ăn đất rồi. Bên phía Giang Thần, cậu ta cũng đã đến lớp từ sớm. Chờ lát nữa gặp Lạc Tuyết Kỳ là có thể nghe được tiếng lòng của cô ấy rồi. Tuy rằng nhân phẩm của cô ta không ra sao, nhưng trước mặt mọi người lại giả vờ rất giỏi, là một học sinh ngoan hiền học giỏi. Nhưng mà đúng là cô ta cũng xinh thật. Đang lúc Giang Thần còn đang mải mê tưởng tượng thì Lạc Tuyết Kỳ cùng mấy người bạn bước vào lớp. Giang Thần, cậu nhìn đi đâu đấy? Cậu đừng hiểu lầm, tôi mua sữa cho cậu này. Ban đầu là định mua cho Chu Lương, nhưng mà cậu ấy vừa thức trắng đêm, chắc là đang ở ký túc xá ngủ rồi. Hai người lại đi chơi thâu đêm mà. Giang Thần, tớ cảnh cáo cậu, bớt chơi với Chu Lương đi, đừng có mà làm hư cậu ấy. Làm hư cậu ấy là sao? Tôi còn đang bị cậu ta làm hư đây này. Cậu nói bậy, cậu ấy đã nói với tớ rồi, tối qua là cậu rủ cậu ấy đi chơi thâu đêm. Vậy thì tôi chỉ có thể nói là có một con chó nào đó đã tự động chạy đến quán nét. Đúng lúc này, Chu Lương bước vào lớp. Giang Thần, cậu làm cái trò gì thế? Cậu có biết là tối qua lúc về cậu quên chưa trả tiền không? Tổng cộng 3.000 tệ đều là tôi trả hộ cậu đấy. Lúc này rồi mà còn bày đặt muốn chiếm tiện nghi, rõ ràng là 2600 lại nói thành 3.000. Tôi không quên, chỉ là tối qua buồn ngủ quá, muốn về ký túc xá ngủ ngay nên không muốn trả tiền thôi. Sao, cậu định đòi tiền tôi à? Tôi không phải chứ Chu Lương, từ đầu năm học đến giờ tôi bao cậu đi nét cũng phải mất mấy vạn tệ rồi, bảo cậu bao tôi đi một lần cũng không được à? Cậu có coi tôi là anh em không đấy? Sao có thể như thế được? Giang Thần, cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó. Tất cả chúng ta đều là anh em, sao tôi có thể đòi tiền cậu được? Lễ thượng vãng lai, đạo lý này tôi vẫn hiểu mà. Đây không phải là lo lắng cho sự an toàn của cậu sao? Không nói một tiếng đã bỏ đi rồi, lần sau nhớ nói một tiếng nhé. Được rồi được rồi. Không lâu sau, Chu Lương đã ngủ gục ở bàn sau.
còn Giang Thần thì lại nhìn Lạc Tuyết Kỳ đang trò chuyện cùng bạn học, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười kỳ lạ. Chưa hôm kia mình nhìn thấy Trương Duyệt để 1 vạn tệ vào trong túi sách, chưa nào cô ấy cũng có thói quen để túi sách ở lớp học không mang theo. Mình nhân lúc không có ai đã lén lấy số tiền đó, chắc là không ai phát hiện ra đâu nhỉ. 1 vạn tệ đối với Trương Duyệt mà nói thì là tiền lẻ, nhưng đối với mình mà nói thì là một khoản tiền lớn đấy. Hơn nữa, chúng ta là chị em tốt của nhau như vậy, lấy của cô ấy 1 vạn tệ cũng không quá đáng phải không? Đến trưa mình sẽ giả vờ đau bụng, để bọn họ đi trước, sau đó tôi sẽ lấy tiền đi, chắc chắn sẽ không ai biết. Biết đâu bản thân cô ấy còn quên mất ấy chứ. Bây giờ thì đang nói chuyện rôm rả với Trương Duyệt, trong lòng lại nghĩ đến chuyện trộm tiền của người ta, buồn cười chết mất. Đây chính là cô gái Lạc Tuyết Kỳ ngoan hiền học giỏi trong mắt mọi người sao? Đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học buổi trưa. Tuyết Kỳ, cậu sao thế? Cậu bị ốm à? Các bạn học khác đều đã về hết rồi, chúng ta cũng đi thôi. Tớ không sao, chỉ là hơi đau bụng, nghỉ ngơi một lát là khỏi thôi. Cậu mau về ký túc xá tắm rửa đi. Đau bụng à? Ăn phải đồ ăn gì hỏng rồi sao? Để tớ đi mua thuốc cho cậu nhé. Không cần đâu, cậu mau đi đi, tớ không sao. Hóa ra là đau bụng à? Tớ hiểu mà. Vậy thì cậu uống nhiều nước nóng vào nhé. Tớ đi trước đây. Sau khi Chu Lương rời đi, Lạc Tuyết Kỳ lại một lần nữa xác nhận không còn ai khác, mới bắt đầu hành động. Có số tiền này rồi, mình cũng có thể sống thoải mái hơn một chút. Mình muốn đến nhà hàng ở cổng trường ăn ngon lắm rồi. Nhưng mà cái tên Chu Lương đó lại không có tiền. Trương Duyệt có nhiều tiền như vậy, cũng không biết bỏ ra một chút để giúp đỡ chị em gái này. Thật là keo kiệt, vẫn phải tự mình ra tay mới được. Thật là... Ngay lúc Lạc Tuyết Kỳ đang chìm đắm trong niềm vui sướng, một bóng người đi tới. Này, Hoa Khô Lốc, tớ còn tưởng cậu ở một mình trong lớp làm gì. Hóa ra là đang trộm đồ à? Ai trộm đồ? Giang Thần, cậu đừng có ăn nói hàm hồ. Thật sao? Sao tớ lại thấy Hoa Khô Lốc lấy từ trong túi sách của Trương Duyệt ra một xấp tiền thế kia? Còn nữa, cậu có phải là đồ ngốc không vậy? Mỗi lớp học đều có camera giám sát, cậu không biết sao? Cậu đều nhìn thấy hết rồi sao? Tôi cũng mong là mình không nhìn thấy. Hóa ra Hoa Khô Lốc học giỏi, ngoan hiền trong mắt mọi người, lại là một tên trộm cắp. Giang Thần, cậu đừng nói nữa. Cậu muốn thế nào? Ở đây đông người qua lại, nhỡ đâu bị người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Cậu đi theo tôi, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện. Không lâu sau, Lạc Tuyết Kỳ đi theo Giang Thần đến phòng chứa đồ. Giang Thần, thực ra tôi không cố ý. Đột nhiên, tin, hệ thống kích hoạt, yêu cầu ký chủ đưa ra lựa chọn như sau. 1. Giúp Lạc Tuyết Kỳ che giấu chuyện này. Phần thưởng, điểm hảo cảm của Lạc Tuyết Kỳ cộng 10. 2. Tố cáo Lạc Tuyết Kỳ, khiến cô ta thân bại danh liệt. Phần thưởng, là nghe tiếng lòng của Trương Duyệt một lần. 3. Tôi nghĩ cậu cũng không muốn chuyện này bị mọi người biết đúng không? Phần thưởng, một bí mật của Chu Đình. Tuy rằng lắng nghe tiếng lòng của Trương Duyệt cũng không tệ, nhưng tôi càng thích. Tôi nghĩ cậu không muốn chuyện này bị mọi người biết đúng không? Giang Thần, bây giờ tôi sẽ trả lại tiền ngay. Chuyện này cậu coi như không nhìn thấy được không? Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Cậu nhìn tôi, một người chính nghĩa như vậy, có thể nào mà nhắm mắt làm ngơ được chứ? Nhìn thái độ của cậu, rõ ràng là còn muốn cãi chối. Hay là bây giờ tôi đi tìm chú giúp cậu, xem bọn họ có tin lời cậu nói không? Lời vừa dứt, Lạc Tuyết Kỳ lập tức hoảng sợ. Giang Thần, đừng, ngàn vạn lần đừng tố cáo tôi. Tôi nghĩ cậu cũng không muốn chuyện này bị mọi người biết đúng không? Tôi cũng không làm khó cậu. Cậu hôn tôi một cái, chuyện này coi như xong. Không được, tuyệt đối không được. Giang Thần, trước đây tôi có thái độ không tốt với cậu, là lỗi của tôi. Tôi có thành kiến với cậu, tôi ở đây xin lỗi cậu. Sau này tôi sẽ đối xử bình đẳng với cậu và Chu Lương, thậm chí có thể cho cậu một cơ hội theo đuổi tôi, chỉ cần cậu giúp tôi giữ bí mật. Đừng có tự mình đa tình nữa. Sao cậu có thể cho rằng tôi sẽ thích cậu chứ? Tôi là hoa khôi của lớp đấy, hơn nữa còn học giỏi, ngoan ngoãn. Làm bạn trai tôi, cậu sẽ rất có mặt mũi đấy. Nếu cậu không thích tôi, tại sao sáng nay lại nhìn tôi như vậy? Vừa rồi còn nói muốn hôn tôi. Chẳng lẽ thật sự cho rằng có vài tên lâu la theo đuổi cậu, liền cảm thấy bản thân rất ưu tú sao? Còn nói làm bạn gái tôi thì tôi sẽ có mặt mũi. Đừng có mà buồn cười nữa. Cũng chỉ có loại người như Chu Lương mới thật lòng theo đuổi cậu. Tôi và bọn họ không giống nhau. Tôi hoàn toàn chỉ là muốn chiếm tiện nghi của cậu thôi. Tôi chính là ưu tú hơn cậu. Cậu chẳng qua chỉ có vài đồng tiền bẩn mà thôi. Ngay cả bằng cấp cũng là mua được. Tôi còn khinh thường cậu đấy. Chu Lương coi cậu là anh em, cậu lại hạ thấp cậu ấy. Giang Thần, cậu chính là đồ cặn bã. Tôi xem ra tối qua cậu chính là cố ý hại cậu ấy. Loại người như cậu cũng xứng để chiếm tiện nghi của tôi à? Cút. Đúng vậy, tôi chính là một tên cặn bã bất học vô thuật. Vậy thì đã sao? Tôi không giống như cậu, bên ngoài thì trong sáng như băng, như ngọc, nhưng lại làm ra những chuyện đê tiện. Tôi sống quang minh lỗi lạc, chính là muốn đường đường chính chính chiếm tiện nghi của cậu. Bây giờ cậu suy nghĩ kỹ chưa? Nhờ đâu tôi lỡ miệng nói ra, cậu sẽ không trách tôi chứ? Đừng, tôi đồng ý với cậu là được chứ gì? Nhưng cậu đừng nói cho người khác biết. Giang Thần, cậu nuốt lời, không phải nói chỉ hôn má thôi sao? Đồ đáng ghét, tôi hận cậu. Từ nay về sau tôi và cậu thấy không lưỡng lập, không đội trời chung. Lời của tôi mà cậu cũng tin à? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đúng là tuyệt thật. Giờ được rồi chứ, tên cặn bã. May mà mình nhanh trí, khoảnh khắc đẹp đẽ thế này mình nhất định phải lưu lại. Giang Thần, đồ khốn, sao cậu lại chụp ảnh? Hình ảnh đẹp như vậy đương nhiên phải lưu lại chứ, chắc cậu cũng không muốn người khác nhìn thấy đâu nhỉ? Vậy thì dễ thôi, thứ nhất, đưa thứ vừa rồi cho tôi. Thứ hai, lát nữa tôi đi ăn cơm, cậu qua đó trả tiền giúp tôi là được. Mời cậu ăn một bữa thì được, nhưng số tiền đó là của Trương Duyệt. Cậu cũng biết là của Trương Duyệt cơ mà. Vừa nãy sao cậu không nhớ ra? Yên tâm đi, Trương Duyệt đầu óc đơn giản lắm, chắc chắn là quên rồi. Số tiền này không thể để cậu ta trả lại được, biết đâu còn có tác dụng lớn. Được, nhưng cậu cũng phải giữ lời hứa đấy.
Không lâu sau, Giang Thần đến một nhà hàng. Lúc này, Chu Lương đã đợi rất lâu rồi. Giang Thần, cậu đi đâu mà giờ mới đến? Anh em sắp chết đói rồi. Xin lỗi nhé, bữa nay tôi mời, lát nữa ăn nhiều vào nhé. Yên tâm đi anh bạn, tôi không khách sáo đâu. Vốn dĩ tôi còn đang nghĩ cách nào để cậu trả tiền, không ngờ tự chui đầu vào lưới rồi. Sau đó Chu Lương gọi một bàn đầy đồ ăn, còn gọi thêm mấy chai rượu. Con đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh ăn đi. Anh Thần hào phóng quá, sau này theo anh Thần nhất định sẽ có thịt ăn. Anh em, sáng nay là tôi hơi nóng vội. Xin lỗi cậu, tôi tự phạt một ly, chúc cho tình bạn của chúng ta muôn năm. Giang Thần, sao cậu lại bắt đầu dùng tiền mặt rồi? Bình thường không phải đều dùng điện thoại sao? Ồ, cái này à? Vừa nãy nhặt được trên đường. Lời nói dối này Chu Lương đương nhiên là không tin rồi. Thấy ăn cũng gần xong rồi, Giang Thần liền gọi điện thoại cho Lạc Tích Kỳ. Uầy, quán ăn đầu tiên ở cổng trường ấy, cậu qua đây đi. Giang Thần, bạn cậu à, chúng ta sắp ăn xong rồi cậu mới gọi người ta đến, như vậy không hay lắm đâu. Là bạn cùng lớp của chúng ta, hôm nay cậu ấy vui vẻ, nói muốn mời tôi ăn cơm, bảo tôi ăn xong thì gọi điện thoại cho cậu ấy. Tôi thấy cũng gần xong rồi, nên mới gọi cậu ấy đến. Sau đó, Chu Lương lại gọi thêm hai món. Chu Lương, vừa nãy không phải cậu nói no rồi sao? Sao cậu còn gọi món? Cậu lo lắng cái gì? Đâu phải cậu trả tiền. Đúng đúng đúng. Đúng lúc này, một bóng dáng xinh đẹp bước vào. Tiết Kỳ, sao cậu lại đến đây? Vừa hay đến ăn cùng luôn. Tôi gọi thêm hai món nữa nhé. Hôm nay chính là bữa cơm hoa khối lớp 3 mọi người đấy. Mọi người nhớ ơn này đấy nhé. Chị chủ, tính tiền. Tổng cộng 1.520 tệ, lấy 1.500 tệ thôi. Hoan nghênh ghé lại lần sau. Một bữa ăn hết 1.500 tệ, điều này khiến Lạc Tuyết Kỳ giật mình. Phải biết rằng tiền sinh hoạt một tháng của cô ấy cũng chỉ có 3.000 tệ. Giang Thần, cậu cố ý gài tôi đúng không? Gọi nhiều món như vậy lại còn ăn không hết, còn gọi cả rượu vang đỏ. Cậu oan cho tôi quá, mấy món này tôi có gọi món nào đâu, đều là Chu Lương gọi đấy. Tôi đã bảo cậu ấy đừng gọi nhiều như vậy rồi, cậu ấy không nghe thì biết làm sao được. Tuyết Kỳ, tôi không biết là cậu đến trả tiền. Giang Thần giàu như vậy, cậu không cần phải giúp cậu ta trả tiền đâu. Đó là lý do cậu lãng phí thức ăn sao? Giang Thần, đều tại cậu, cậu nói sớm là Tiết Kỳ đến trả tiền thì tôi đã không gọi nhiều món như vậy rồi. Cậu cố ý gài tôi đúng không? Làm gì có kiểu anh em như cậu chứ. Chu Lương, cậu nói vậy là có ý gì? Nếu là tôi trả tiền thì cậu có thể yên tâm mà gọi nhiều món như vậy rồi, đúng không? Cậu cứ luôn miệng nói tôi gài bẫy cậu. Chu Lương, tôi thấy là cậu muốn gài bẫy tôi đấy. Anh em là như cậu làm đấy à? Tôi được mở mang tầm mắt rồi. Không đâu không đâu. Giang Thần, cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó đâu. Chuyện tối qua rồi chuyện hôm nay nữa, khiến tôi cảm thấy cậu căn bản không muốn thật lòng làm anh em với tôi, khiến tôi rất đau lòng. Anh em, xin lỗi, hai ngày nay đầu óc tôi hơi lủ lẫn, cậu đừng để ý. Tôi thật lòng coi cậu là anh em, kiểu anh em mặc chung quần ấy, cái gì cũng có thể chia sẻ với cậu. Vậy à, bạn gái cũng chia sẻ được sao? Đừng hào phóng như vậy được không? Nói đùa thôi mà, căng thẳng thế làm gì? Tôi hiểu tâm ý của cậu rồi, chuyện này cho qua đi. Tôi đợi cả ngày rồi, rốt cuộc hai người ai trả tiền? Thôi được rồi, trả tiền nhanh lên, bà chủ đợi sốt ruột rồi kìa. Nói xong Giang Thần liền rời đi. Cậu còn không mau đi trả tiền, chẳng lẽ muốn tôi trả sao? Cái đó, Tiết Kỳ, tiền của tôi vừa hay dùng hết rồi, cậu trả trước đi. Tôi cũng không có tiền, tiền của cậu đâu? Chuyện này để sau tôi giải thích với cậu. Tiết Kỳ, hay cậu đi nhờ Giang Thần trả tiền trước đi, bây giờ tôi không tiện mở lời với cậu ấy. Cậu chắc chắn muốn tôi đi nhờ cậu ta sao? Chứ còn cách nào nữa, hay tôi ở lại rửa bát cho bà chủ. Cậu cứ yên tâm đi tìm cậu ấy đi, tôi sẽ không ghen đâu. Sau đó Lạc Tiết Kỳ bất an đi tìm Giang Thần. Giang Thần, tôi và Chu Lương đều không có tiền, có thể làm phiền cậu trả tiền trước được không? Có nhầm lẫn gì không? Bữa ăn này là một trong hai điều kiện đấy, chẳng lẽ cậu muốn quyệt nợ? Không có, chỉ là bây giờ là trường hợp đặc biệt, ai biết các người lại ăn nhiều như vậy chứ. Số tiền này tôi chỉ có thể nợ trước, muốn tôi trả tiền trước cũng được, nhưng mà tôi muốn ôn lại chuyện ở phòng chứa đồ một lần nữa. Lần này Lạc Tuyết Kỳ không tỏ ra kháng cự quá mức, do dự một lát sau liền đồng ý. Được, cậu mau đi trả tiền đi, bà chủ đang đợi kìa. Đã nói rồi đấy, chiều nay trước khi vào lớp tôi sẽ tìm cậu. Sau đó Giang Thần đi vào trong quán. Đến nhà hàng, khi Giang Thần trả tiền xong liền hối hận, sao mình lại có cảm giác bị thiệt rồi. Đã nói là không cho Chu Lương chiếm nửa điểm tiện nghi mà, hay đành chịu vậy, mình đành phải miễn cưỡng từ trên người vợ tương lai của cậu ta đòi lại vậy. Buổi chiều 10 phút trước khi vào lớp, Lạc Tuyết Kỳ đi theo Giang Thần lên sân thượng. Nhanh lên, sắp vào lớp rồi. Tự nhiên tôi lại thấy mình hơi thiệt thòi. Cái đó tôi không quan tâm, cậu đã đồng ý rồi, không được nuốt lời. Rồi rồi, lại đây. Yeah! Giang Thần, đồ lưu manh. Xin lỗi, tình đến nồng cháy không kiềm chế được, vừa rồi hai tay không kiềm chế được. Chuyện này chủ yếu là tại cậu, ai bảo cậu đã xinh đẹp lại còn thơm như vậy, lực kiềm chế của tôi lại kém, tôi có thể làm gì đây? Lạc Tuyết Kỳ cảm thấy mình bị thiệt thòi lớn, vừa định lên tiếng, bỗng nhiên, hai người đang làm gì vậy? Lạc Tuyết Kỳ quay đầu lại, phát hiện người đến là Chu Đình, chị gái của Chu Lương. Lúc này, cô ta có cảm giác như bị bắt của tang. Chị Đình, sao chị lại ở đây? Tuyết Kỳ, vừa rồi chị nghe thấy em gọi lưu manh, có phải tên Giang Thần này đã làm gì em phải không? Không có không có, chị Đình, chị nghe nhầm rồi, em gọi là Lưu Dương, chẳng phải Giang Thần gần đây có ý định ra nước ngoài sao? Đúng đúng đúng, gần đây có ý định ra nước ngoài, nên muốn hỏi Lạc Tuyết Kỳ một chút về chi tiết. Chu Đình đương nhiên là không tin, cô ta còn muốn nói gì đó, nhưng chuông vào lớp đột nhiên vang lên. Chị Đình, em đi lên lớp trước đây. Sau đó, Lạc Tuyết Kỳ liền chạy trốn khỏi. Giang Thần, cậu là bạn tốt của Chu Lương, cậu cũng biết đấy, Tuyết Kỳ và Chu Lương sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Nếu để tôi phát hiện ra cậu và nó có gì mờ ám, tôi,
Cô muốn thế nào? Tôi có thể làm bất cứ điều gì vì em trai mình. Vì vậy, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có ý đồ xấu. Nếu không, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Kiếp trước, cô và Chu Lương bày mưu, khiến tôi lầm tưởng rằng mình và cô sau khi say rượu đã vượt quá giới hạn. Tôi vì muốn chịu trách nhiệm với cô, mọi chuyện đều chiều theo cô, tiêu xài đủ thứ. Sau khi chia tay, cô còn lấy đi 500 vạn phí chia tay. Cho đến khi công ty tôi phá sản, tôi mới biết được là cô đã bán bí mật công ty tôi. Giang Thần, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Đột nhiên, Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được nhật ký của Chu Đình. Tôi biết rồi, chị Đình, Giang Thần tôi không phải loại người như vậy. Biết vậy là tốt, vậy thì cậu vẫn là học đệ tốt của tôi. Được rồi, về lớp học đi. Giang Thần bước vào lớp học, liền phát hiện rất nhiều người đang vây quanh. Thầy ơi, tiền của em thực sự bị mất rồi, hẳn 1 vạn tệ. 2 ngày trước em để trong cặp, chưa lấy ra lần nào. Tuyết Kỳ, 1 vạn tệ tiền mặt, cậu nói xem có phải Giang Thần lúc chưa để trên bàn một xấp kia không? Chắc chắn là không phải đâu, cậu đừng nghĩ như vậy. Giang Thần giàu như vậy, sao có thể lấy tiền của người khác được? Cậu ấy tuy có tiền, nhưng cậu ấy chưa bao giờ dùng tiền mặt. Lúc chưa còn nói với tôi là nhặt được, bây giờ Trương Duyệt lại vừa mất 1 vạn tệ. Theo tôi thấy, số tiền này chắc chắn là Giang Thần lấy. Cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, cho dù là cậu ấy, chẳng lẽ cậu muốn tố cáo cậu ấy sao? Cậu ấy là anh em của cậu đấy. Lúc này, trong lòng Lạc Tuyết Kỳ hoảng sợ vô cùng, còn Chu Lương càng nghĩ càng thấy phấn khích, ý định tố cáo Giang Thần ngày càng lớn. Anh em cái gì chứ? Cậu ta không xứng làm anh em của tôi. Tôi muốn tố cáo cậu ta. Báo cáo, em muốn tố cáo. 1 vạn tệ của Trương Duyệt là do Giang Thần lấy. Giang Thần là anh em của cậu. Tôi thực sự không nhịn được nhìn cậu sa đọa vào vực thẳm như vậy. Phạm lỗi không đáng sợ, biết sai sửa lỗi vẫn là một trang nam tử hán. Đừng trách anh em tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu. Chu Lương, cậu đang trả thù chuyện tối qua sao? Giang Thần, tôi đây là đang cứu cậu đấy. Lúc chưa cậu lấy ra 1 vạn tệ tiền mặt, cậu nói cậu nhận được, chúng tôi đều không để tâm. Bây giờ bạn học Trương Diệt lại vừa vặn mất 1 vạn tệ, mà cậu bình thường căn bản không dùng tiền mặt, sao tự dưng lại có 1 vạn tệ tiền mặt? Điều này đã rõ ràng lắm rồi. Tính chất sự việc này vô cùng nghiêm trọng, nếu bạn học Giang Thần không muốn thừa nhận, vậy chúng ta sẽ báo cảnh sát xử lý. Dù sao cũng không phải tôi làm, mọi người kiểm tra camera giám sát, không phải là rõ ràng hết sao? Đúng lúc tất cả mọi người đều cho rằng Giang Thần là kẻ trộm thì đừng báo cảnh sát, là tôi đã lấy 1 vạn tệ của Trương Duyệt. Thầy ơi, em cầu xin thầy, kêu cậu đừng tố cáo mà cậu cứ khăng khăng. Bây giờ tóm được kẻ trộm rồi, cậu hài lòng chưa? Hình tượng của tôi đều bị cậu hủy hoại hết rồi. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều không dám tin, nữ thần học giỏi toàn diện lại có thể làm ra loại chuyện như vậy. Tiền đâu? Trả tiền lại cho Trương Duyệt, rồi xin lỗi Trương Duyệt. Tiền đây. Hai đứa theo tôi lên văn phòng, những người khác tiếp tục lên lớp. Mọi người ở đây đợi tôi quay lại, tôi đi tìm hiệu trưởng. Do thân phận Giang Thần đặc biệt, mà Lạc Tuyết Kỳ lại là học sinh giỏi toàn diện, nếu có thể xử lý kín đáo là tốt nhất. Thế này thì xong đời, tất cả mọi người đều biết tôi là kẻ trộm rồi. Giang Thần, bây giờ cậu thỏa mãn rồi chứ? Tôi đã bảo cậu trả lại tiền rồi mà. Bây giờ thì hay rồi, hình tượng của tôi hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Cậu đừng kích động, chuyện này vẫn còn đường xoay chuyển. Nếu tôi nói với cậu, tôi có cách để gột rửa hiềm nghi cho cậu, cậu sẽ làm thế nào? Cô rửa thế nào? Bây giờ thân bại danh liệt rồi, camera quay rõ ràng như vậy. Lạc đại mỹ nhân, cậu còn phải cảm ơn tôi đấy. Cậu có từng nghĩ chưa? Nếu như không có tôi xuất hiện, bây giờ người đứng đây chính là một mình cậu. Chuyện này sẽ chẳng liên quan gì đến tôi. Vậy cậu nói xem làm sao giúp tôi minh oan? Chuyện này đơn giản, chỉ cần tôi nói là tôi thiếu tiền, biết trong túi Trương Duyệt có tiền, là tôi đã đe dọa cậu đi giúp tôi nhận tội là được rồi. Dù sao trong mắt người khác, tôi là một kẻ bất học vô thuật, làm ra loại chuyện hèn hạ này cũng rất bình thường. Được, cứ làm như vậy đi. Nói đi, cậu có điều kiện gì? Nhìn Giang Thần cười nham hiểm, Lạc Tuyết Kỳ lập tức hiểu ra. Vậy tôi chủ động thêm một lần nữa, được không? Phải thế chứ, trên đời làm gì có bữa trưa miễn phí, trên trời cũng không rơi bánh. Nhưng mà tôi thấy tôi hơi thiệt thòi, cậu nghĩ mà xem, lần này tôi phải gánh tội lớn như vậy cho cậu, cậu mới chủ động có một lần, cậu thấy thế có hợp lý không? Lạc Tuyết Kỳ nghe vậy thầm nghĩ đúng là như thế, do dự một lúc rồi đưa ra quyết định. Vậy tôi chủ động 10 lần được không? 10 lần tuy hơi ít, nhưng mà cũng được. Nhưng mà tôi phải thêm một điều kiện nữa, 10 lần này, cậu không được giống như trên sân thượng đẩy tay tôi ra, cưỡng ép tôi dừng lại. Như vậy rất dễ khiến tôi khí huyết dâng trào, tẩu hỏa nhập ma. Lạc Tuyết Kỳ sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng cũng đồng ý. Được, tôi sẽ không ngắt lời cậu. Vậy thì tốt, vậy thì không nên chậm trễ nữa. Ở đây á, cậu điên rồi à? Nhớ có người vào thì sao? Nhưng Giang Thần nào quản được nhiều như vậy, trực tiếp nhào tới. Sao thế? Sao cậu lại đột ngột dừng lại? Gì mà gì? Ngoài kia có người tới rồi, cậu còn không rút ra được à? Cậu nên học tôi đây này, có dối tự nhiên. Chưa được bao lâu thì giáo viên đã bước vào. Thực ra chuyện này là do em làm, tiền đúng là do Lạc Tuyết Kỳ lấy, nhưng mà là em ép cậu ấy. Cái gì? Em nói là thật sao? Là thật, gần đây em thiếu tiền, vô tình phát hiện trong túi Trương Duyệt có tiền, liền đe dọa Lạc Tuyết Kỳ giúp em lấy tiền. Giang Thần, em thật là coi trời bằng vung, dám làm ra loại chuyện như vậy. Nhưng mà xét thấy đây là lần đầu em phạm lỗi, chúng tôi sẽ dựa trên nguyên tắc chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ bỏ qua, chỉ cảnh cáo em một lần. Rất lâu sau, chuyện của Giang Thần đã lan truyền khắp lớp. Tớ đã nói mà, tớ hiểu cậu như vậy, sao cậu có thể làm ra loại chuyện hèn hạ như vậy chứ? Tuyết Kỳ, lần sau tên đó dám đe dọa cậu nữa thì nói với tớ. Tớ sẽ đi tìm hắn tính sổ, thật sự tưởng có mấy đồng tiền dơ bẩn là có thể coi trời bằng vung sao? Lạc Tuyết Kỳ nghe Trương Duyệt nói xong, bề ngoài có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Nhưng mà cô ấy lại không dám nói gì thêm. Trương Duyệt nói đúng, tên Giang Thần này ngoài mấy đồng tiền dơ bẩn ra, thì thật sự chẳng còn gì cả. Không ngờ nhân phẩm lại tệ đến vậy, tôi bị Giang Thần hại đến mức này rồi. Cậu còn ở đây ngây thơ như vậy.
Lạc Tuyết Kỳ sau khi được lĩnh hội đầy đủ thủ đoạn của Giang Thần, vì suy nghĩ cho tương lai của hai người, liền muốn nhắc nhở Chu Lương một chút. Chu Lương, sau này cậu tránh xa Giang Thần một chút, đừng chơi với cậu ta nữa. Cậu ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Được rồi, tôi nghe cậu. Tuyết Kỳ, hai hôm nữa là sinh nhật tôi, cứ coi như là lần cuối cùng tôi chơi với cậu ta đi. Sinh nhật xong tôi sẽ giữ khoảng cách với cậu ta. Từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Lạc Tuyết Kỳ nghe xong mỉm cười an ủi. Hai ngày nay mình sẽ nhanh chóng trả hết nợ cho Giang Thần, sau đó sẽ sống thật tốt với Chu Lương. Đột nhiên cảm thấy có lỗi với Chu Lương quá, hay là cũng nên cho cậu ấy chút ngon ngọt nhỉ? Chu Lương, cậu có muốn hôn tôi không? Chắc chắn là Lạc Tuyết Kỳ đang thử thách mình. Không sai, nhất định là vậy. Chắc là biểu hiện hai ngày nay của mình khiến cô ấy thất vọng rồi, nên mới cố ý họ như vậy, muốn nhân cơ hội gây khó dễ. Tuyết Kỳ, cậu đừng dùng loại câu hỏi này để thử thách tôi đã hứa với cậu rồi. Trước khi chính thức ở bên nhau, tôi sẽ không làm những chuyện quá phận như vậy, càng không có loại suy nghĩ đó. Tôi nhất định sẽ giữ lời hứa. Lạc Tuyết Kỳ nghe xong cảm thấy thật hết nói nổi. Tên ngốc này đang giả vờ cái gì vậy? Thôi, cơ hội đã cho cậu ta rồi, tự mình không biết nắm bắt thì mình cũng hết cách.